Giai phẩm Xuân Mậu Tuất Việt Báo đã phát hành khắp nơi mừng đón Xuân Mậu Tuất 2018, 42 năm mùa xuân cộng đồng người Việt xa xứ. Giai phẩm Xuân Việt Báo nhìn xa trông rộng hướng về một nước Việt Nam tự do dân chủ với 320 trang báo xuân gồm những loạt bài chiêm nghiệm lịch sử, thời cuộc, sự kiện, biên khảo, văn học nghệ thuật giá trị. Mời độc giả khắp nơi đón đọc, giá bán lẻ 10 đồng một cuốn. Để mua báo xuân, liên lạc tòa soạn Việt Báo 714 894 2500 hoặc email vietbao@vietbao.com.